Chào cả nhà nha. Giờ chiều rồi, dẫn cho cả nhà đi hái xài ăn. Đây có buồng chuối, buồng chuối sim mới trổ nè, được hai nải. Đó. Đâu? Chỗ mới bung ra, đây nó mới tóc chuẩn bị nở. Bắp chuối còn chút xíu, buồng chuối nhỏ xíu à. Giờ mình đi hái xài thôi. Đây, đó, thấy chưa? Đó, có trái xài đó, nó đứng đây dòm thấy nó sắp chín nè, thấy cái màu đó, không biết nữa, thấy giống chín nè, để hái thử à. Với mé bên đó cũng được mấy trái chín chín. Lấy cái vợt, lấy cái vợt mình hái nó. Rớt 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 đó. Đây có mấy trái thấp thấp nữa nè, nó chưa được chín chết rồi, mình đứng bị hụt rồi. Ơi, dối không tới luôn rồi. Ơi, chết rồi, không quay. Giờ mình phải đi lấy cái ghế cái mới được. Mới lấy được cái ghế. Giờ mình phải leo lên cái ghế nữa mới được. Nó bị hụt rồi. Ồ, trời ơi, nè, cái nóc nhà nó rụng nè. Đây, thấy chưa? Đó. Ơi, giật nó không rớt vô cái lồng nữa. Nó không rớt vô cái lồng này. Rớt 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 nặng quá. Xong hái con tay vất vả quá. Đây, ồ, cái tay xài đẹp chưa? Đây, ôi ôi, mũ chảy ra nè, nè, đã không? Chảy nhiễu mũ ra nè, đó. Thôi, thôi mũ quá trời, tối thui à, quay không thấy. Để ngoài đây, thấy không? Đã chưa? Nè. Nắng quá, dội không thấy gì hết. Rồi bỏ đây đi. Ra mình đi hái tiếp cái khác. Giờ mình đi qua cánh bên này. Hả? Mé bên này hướng này nè. Ngay đây là được mấy trái chín này đây. Giờ mình phải leo lên đó mình hái mới được. Giờ để mình leo lên. Đây. Giờ ra đây nè, đứng đây giờ mình thấy nè. Mấy trái. Giờ leo lên nóc nhà đứng luôn rồi.
Đó, đứng đây dòm thấy nè. Leo lên nóc mới thấy được. Đây. Đứng ở dưới hai không tới. Thấy chưa? Nắng nó dội chá quá. Đây, tới xài chín. Một trái. Xong. Thấy không? Nè. Thấy tới xài chín chưa? À. Thả chưa? Chín cây luôn á. Ở ngay chỗ này nó còn trái nữa nè. Nắng nó dội ngay mặt không thấy gì chứ. Đứng ngay đây bị chói quá nè. Vô hay quá, một trái. Đây còn trái nữa nè. Đó, rớt văng đất luôn kìa. Rồi xong phim, một trái rớt đất. Ở giật nó không vô cái lồng. Đó. Thấy không? Rớt rụng lên nóc nhà còn nè. Chín héo luôn nè. Không chính nay nó hùm 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 hết trơn luôn nè, dạng ao luôn á. Đầy trái nữa, nãy trái kia rớt đất rồi. Đây còn nữa, giờ mình hái trái nào đây? Đây trái này. Cái này nữa nè. Đó, một trái nữa. Này nó chín được khá khá. Ồ. Nặng quá. Đây. Đó. Đang dựng trái nè. Trái đây con trái nó bị trái ngay đây nó bị sâu ăn. Hái luôn. Ôi cậy nặng quá. Ngay đây nó bị sâu. Đó. Ý rớt nguyên một chùm luôn. Quá trời. Nặng quá. Nặng quá. Kinh không nổi.
Ôi nặng quá trời luôn. Trời ơi, rung tay luôn á. Rung tay mà có rung chân luôn nữa, chứ không phải rung tay không nữa. Ai. Trời ơi nó rung. Nè, nguyên tông cái bọc, nguyên hái giật xuống cái một chùm luôn. Trời ơi, thúi hết trơn. Rồi, giờ để mình xuống đất mình quay tiếp cho mà xem. Giờ đứng ở trên này khó quay quá.